Chúng ta đi từ chùa Phật Quang chúng ta đi khoảng 200 m theo đường Quang Trung, thì chúng ta sẽ đến chùa Phật Lớn, một trong những ngôi chùa của người dân tộc rất là lớn. Đây là quang cảnh khi mà từ ngoài đường Quang Trung chúng ta nhìn vào. Đây là cổng vào chùa Phật Lớn. Hôm nay nước đã ngập một cái khu như thế này. Sen của chùa. Hiện giờ thì sen rất là ít. Với những cái ngôi cổ thụ rất là to và rất là cổ. Ở đây là phòng thuốc nam từ tiện của chùa Phật Lớn. Hôm nay thì tổ thuốc nam không có làm việc. Ủa bà ơi, bữa nay tổ thuốc nam không có làm việc hả bà? Tổ thuốc nam. Người ta nghỉ lâu rồi con. À dạ. Người ta nghỉ người ta đi làm ở ngoài đó. À, thấy không? Nhà ta không? Thấy không? Dạ không không. Nhà con trong Phật Quang đó. Dạ. Dạ. Cái này anh quay quay chùa. Wow.
Ở phía bên trái chùa rất nhiều để mà các Phật tử gửi người thân của mình vào chùa để mà thờ. Đây là cái thúc nốt. Đây là vườn sen của chùa.